Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với channel của bà Tư nha. Ôi, đi vô tới nhà mệt quá đây. Bà Tư mới đi chợ về, để mua được gì vậy? Được cà chua. Cà chua à. Cà chua với dưa leo. Dưa leo. Này thịt heo. Thịt heo. Triệu gam hả? Triệu gam. Cái này Hello, Thâm Tư. Thâm Tư đi cắt cỏ bò. Rồi. Cái ta. Hả? Đang đặt bạch luộc. Có thịt gì nè? Đặt bạch luộc. Đây, cơm đây là để bác sư nha. Nấu hồi sáng rồi á, chuẩn bị để đem đi để bác sư nè. Còn đồ ăn này là để chiều. Chiều nấu rồi mình quay sao. Bây giờ đem đi để bác sư. Lát lạc hẹ. Lát lạc hẹ. Để em ta đi đem lên chưa? Đem lên ăn cơm khách. Bà Tư đem cơm đi ra ngoài để bác sư nghe cái nhà. Mấy con kỳ này nó sùm quá, nó không có nghe gì hết trơn. Mỗi ngày bác Tư mình đều đi ra để bác sư như vậy đó. Tại cái đường nó phải đi ra ngoài, túi bị ở ngoài ngoài lỗ đằng kia là. Đây là phong cảnh xung quanh nơi mà mình sống nha cả nhà. Cảnh quê bình dị miền Tây nè. Mấy con cây này nó cứ thấy người ta là nó sủa. Cái sao ai làm gì nó cũng sủa. Họ quay ta hái dừa mà mình không có kịp quay. Ở dưới mình á, người ta đi hái dừa xong rồi cái người ta tự đếm, người ta trả tiền luôn à. Mình khỏi hái như ngày xưa. Xung quanh nhà là trồng dừa vậy nè. Còn ở dưới đây á, là đang trồng ngò gai. Gãy hột ngò gai mà chưa có lên. Dưới mình đa số là trồng ngò gai là nhiều. Phải ra má tự mọc nữa nè cái nhà. Tự mọc thiên nhiên luôn á. Ăn nó có sẽ có cái mùi mùi ra má hơn là ra má mình mua ngoài chợ. Ra má ngoài chợ mình mua không có được thơm. Mình phải đậy mấy cái clip đó, mình phải đậy cái tàu dừa lại đó, để không thôi mấy con gà nó lại nó mổ với nó đi lên nó dặm hư hết luôn. Cái nhà thấy cây ngò gai này tự cũng tự mọc nè nha, không có trồng như ở ngoài luống nha. Mấy cái bông ngò gai á nó rụng cái hạt bông của nó, cái nó mọc lên nè, con nhóc luôn. Cái bông giống gì nè cái nhà. Khi mà nó chín nó già rồi cái nó rụng xuống, cái nó bay cái hạt, cái nó tự nó mọc. Tự mọc cũng nhiều nhưng mà do mình gãi hột ở ngoài kia để cho nó mọc đều hơn, còn cái này nó sẽ mọc lưa thưa. Cái bông ngò gai này là mình lấy cái bông non mình nó mới nhú cái đọt như nè. Nó mới nhú lên á, mình cắt ra mình xào với thịt gà ăn cũng ngon nữa đó các nhà. Cái này là thiên nhiên nha, đi dành mình bớt ra mình nấu canh chua có sẵn à. Vậy nhỉ, thật tuyệt đó. Thật tuyệt mà thật tuyệt. Đây bà Tư với mẹ em bỏ bác sư hả nhà. Bé này đi theo để sắc quan cho sư trước. Chà tập tập hả chà. Mẹ bé lại lấy đồ ăn cho sư trước, tí sư vô sao rồi.
Bà tạm vô bụng mà. Tôi bật tình bọc tôi mới tiết ăn ăn. Xây dịch nó. Nghỉ hè này có mấy bé nhỏ nhỏ nó nghỉ học á, rồi nó đi theo sư như vậy nè, nó đạp xe đạp rồi nó phụ sư cầm cái cà mơn đồ ăn, rồi nó xách nó đem đi chùa. Có rất nhiều mấy bé nhỏ đi theo vậy đó, ngày nào cũng có. Còn nếu mà nghỉ bình thường á, không có mấy đứa nhỏ nhỏ thì sư cầm cà mơn đồ ăn một mình á, nó đi ra nó để lên xe đạp rồi nó chạy đi vô chùa trước vậy. Tí nữa sư sẽ lại sao? Tại vì sư đi bộ nó đạp xe đạp á. Sư đi qua bên nhà kia rồi sư mới quẹo vô nhà em sao? Mấy đứa nhỏ của sư đem đồ ăn đi chùa trước hết rồi. Còn sư còn đi dài tới nữa. Video clip của mình đến đây là hết rồi. Cả nhà nhớ cho em một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ em nhé nha. Cảm ơn cả nhà nhiều.